Ông nói gì tôi nghe không rõ. Anh đang rất bận. Sau cái chết đột ngột của một ông thầu xây dựng, nghi phạm lập tức bị lộ diện bởi hàng loạt lời cáo buộc đầy thuyết phục từ người nhà nạn nhân. Tấm hình này là dự án thầu năm ngoái mà công ty trúng. Hai dự án này chúng tôi có chung một đối thủ cạnh tranh. Công ty đó là Trọng làm chủ. Trước đây Trọng cũng từng giữ một vị trí rất là quan trọng trong công ty chúng tôi. Chỉ có Trọng là người có mâu thuẫn với chồng tôi trong chuyện làm ăn thôi. Chính tay con nghe được ba và anh Trọng cãi nhau. Nếu như mà ông không nhường dự án lại cho tôi không đảm bảo tính mạng của ông đâu. Tao thách mày đó. Tuy nhiên đâu mới là sự thật. Vậy ông Tuấn ở đâu? Làm gì? Vợ với ai? Xe của ba có gắn định vị. Để con kiểm tra coi. Những diễn biến tiếp theo của loạt phim hình sự Kẻ Thủ Ác 21:30 thứ 2 thứ 3 trên truyền hình Vĩnh Long 1. Mời quý khán giả chú ý đón xem.